hàng loạt hệ thống phòng thủ của Ukraine sụp đổ hoàn toàn. Quang Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Avdiivka đang hấp hối. Câu hỏi lúc này không phải là bao giờ thì Nga chiếm được Avdiivka, mà là Ukraine sẽ mất thêm bao nhiêu quân ở đây, khi mà họ vẫn còn nỗ lực cố đấm ăn xôi. Các hoạt động ngoại giao và chính trị bên ngoài chiến trường thì hiện tại đều đang xoay quanh phong trào phản chiến do ông Donald Trump và Đảng Cộng Hòa dẫn đầu. Đây cũng sẽ là những tình tiết mà chúng ta cần phải phân tích kỹ lưỡng trong video ngày hôm nay. Và ngay sau đây sẽ là thông tin chi tiết. Hoảng loạn tại Avdiivka. Tình hình tại Avdiivka không chỉ là nguy kịch mà thực tế là nó đang trong giờ khắc hấp hối. Phó chỉ huy của Lữ đoàn 3 đã mô tả cuộc chiến ở Avdiivka còn tồi tệ hơn cả địa ngục Bakhmut, khi mà lực lượng của ông ta phải đối đầu với kẻ thù có số lượng vượt trội đến từ mọi phía. Theo lời của phát ngôn viên Lữ đoàn số 3 Alexander Borodin, thì người Nga đã tập trung 7 lữ đoàn bao vây thành phố và binh sĩ Ukraine phải chiến đấu cả vòng trong lẫn vòng ngoài để chống lại càng ngày càng nhiều kẻ địch. Điều đáng nói là vào thời điểm Lữ đoàn số 3 Ukraine được khẩn cấp điều động đến đây để chi viện cho Lữ đoàn 110 đang bị bao vây, họ đã phải đối mặt với tình huống không có một vị trí phòng thủ nào còn nguyên vẹn. Nguồn tin nội bộ của Ukraine cho biết, do phía Nga cắt đứt tuyến đường tiếp tế, cho nên lực lượng Ukraine đang bị tổn thất nặng nề. Không có ai vận chuyển những người bị thương ra khỏi mặt trận. Lực lượng tiếp viện thuộc Lữ đoàn 3 cũng có chung số phận bởi vì họ buộc phải cố thủ trên những bãi đất trống và dễ dàng trở thành mồi ngon cho pháo binh Nga. Kênh Deep State cũng thừa nhận rằng Nga đã tiến vào trung tâm Avdiivka từ phía nam và phía đông của Lastokino. Bản đồ cho thấy quân Nga tiếp tục tiến về phía tây nam từ đại lộ công nghiệp. Đây cũng là tuyến đường dẫn đến nhà máy than cốc và từ đó nó dẫn đến Lastokino và Olokha. Quân Nga cũng đang tiến từ hướng bắc đến một tuyến đường huyết mạch khác dẫn tới Severnoe. Nếu như nó cũng bị cắt đứt thì có nghĩa là Bộ Tổng Tham mưu Ukraine chỉ còn lại những con đường đất gồ ghề để có thể tiếp tế cho quân đồn trú tại Avdiivka. Ở phía nam của Avdiivka, khu vực phòng thủ kiên cố quan trọng Zenits và là căn cứ phòng không ở phía tây nam thành phố đã gần như bị bao vây hoàn toàn. Vào rạng sáng ngày hôm nay, Zenits đã hoàn toàn thất thủ. Hiện tại thì vẫn chưa có thông tin về số phận của quân phòng thủ Ukraine tại đó. Các chuyên gia quân sự Ukraine nói rằng quân chủ lực của họ đã rút lui khỏi Zenits, nhưng không phải ai cũng có thể thoát ra được. Hàm ý là cuộc rút quân này phải chịu tổn thất không hề nhỏ. Còn về phía các nhà bình luận Nga thì họ cho biết rằng Bộ Chỉ huy Nga đã gửi thông điệp tới quân phòng thủ Ukraine yêu cầu họ hạ vũ khí, đồng thời sẽ thiết lập một hành lang rút lui an toàn để đảm bảo mạng sống cho họ. Nhưng mà phía Ukraine không hồi đáp. Điều đó có nghĩa là giới lãnh đạo quân sự Ukraine đã quyết định để cho binh sĩ chiến đấu đến cùng. Giờ đây, hàng loạt các hệ thống phòng thủ của Ukraine ở Avdiivka đang sụp đổ. Không chỉ có khu vực kiên cố Zenits mà còn cả Cheburashka và chạm lọc Donetsk. Mọi sự chú ý lúc này đang đổ dồn vào việc quân đội Ukraine sẽ rút quân ra khỏi Avdiivka như thế nào, khi mà mọi ngả đường tại đây đều nằm trong tầm hỏa lực của người Nga. Nguồn tin nội bộ của Ukraine cho rằng lực lượng Ukraine lúc này không có pháo binh yểm trợ, họ cũng không có nơi ẩn nấp khi mà Nga tăng cường ném bom, biến thành phố này thành một đống đổ nát. Các kênh truyền thông của Nga thì đều mô tả chung một tình huống bi thảm đang bao trùm lên tàn quân Ukraine tại Avdiivka. Trang MK viết rằng có sự hoảng loạn khi mà Lữ đoàn 110, 107 và Lữ đoàn 30 phải tháo chạy và mỗi phút trôi qua tình hình càng tồi tệ hơn. Trong khi đó, kênh RV Voenko cho biết quân đội Ukraine đã bị tổn thất rất nặng nề do việc rút quân không diễn ra theo kế hoạch và đã trở nên hỗn loạn, đẫm máu. Hiện tại vẫn chưa rõ điều gì đã khiến cho cuộc rút lui của Ukraine gặp phải thiệt hại như vậy. Nó có thể là do hỏa lực của Nga mà cũng có thể là do hỏa lực của Ukraine, hoặc nhiều khả năng nhất là họ bị mất phương hướng và đi nhầm vào các bãi mìn. Ngay cả phóng viên quân sự tờ Bild Julian Rocker hôm nay cũng nhận định rằng thử thách lớn nhất của Ukraine lúc này là làm cách nào để sống sót đi ra khỏi Avdiivka khi mà thành phố này đã bị bao vây tứ phía. Phóng viên này cũng xác nhận nơi mà Tổng thống Zelensky chụp ảnh tự sướng vào hồi cuối tháng 12 năm ngoái là cổng vào Avdiivka. Giờ đây, nó đã được thay thế bằng cờ của nước Nga. Bất chấp những sự thật đó, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Ukraine Dmitry Likhovy tuyên bố rằng lực lượng ở Avdiivka đã bắt đầu rút lui về các vị trí thuận lợi hơn. Ông này cũng thừa nhận việc tiếp tế cho Avdiivka và sơ tán quân là rất khó khăn. Nhưng mà phía Kiev đang sử dụng một tuyến đường hậu cần dự bị. Theo lời của cựu chỉ huy Ukraine thì số phận của Avdiivka sẽ được quyết định trong vòng 48 giờ tới. Còn ở bên ngoài chiến trường, cuộc đấu trí tiếp tục diễn ra trong việc duy trì
hay là chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Tổng thống Pháp hủy kế hoạch tới Ukraine. Trump đe dọa NATO nếu đắc cử. Theo Politico, chuyến thăm được thông báo rộng rãi của Tổng thống Pháp Macron tới thủ đô Kiev vào khoảng giữa tháng 2 dự kiến sẽ không diễn ra. Không có lý do nào được đưa ra để giải thích vì sao Pháp lại trì hoãn chuyến đi này. Truyền thông Nga cho biết rằng nhiều khả năng là vì lý do an ninh, bởi vì phía Pháp lo ngại sẽ có một thế lực được cho là đang chuẩn bị ám sát Tổng thống Macron khi tới Kiev. Tất nhiên phái đoàn Pháp không hẳn là lo ngại người Nga sẽ đánh bom đoàn xe Tổng thống, mà họ lo ngại tên lửa Nga một lần nữa sẽ tấn công chính xác mục tiêu, giống như họ đã từng tấn công vào khách sạn Park ở Kharkov vào hôm 16 tháng 1, khiến cho 60 binh lính đánh thuê của Pháp thiệt mạng. Vụ tấn công này khiến nước Pháp vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Hơn nữa, mới đây vào hôm 13 tháng 2, Nga tiếp tục tấn công tên lửa chính xác vào cơ sở huấn luyện của Ukraine ở Selidovo, khiến cho nhiều binh sĩ dự bị thiệt mạng. Cuộc tấn công này xảy ra rất gần với thời điểm mà Tổng thống Macron muốn sang Ukraine và không rõ đây có phải là lý do khiến cho Pháp hủy bỏ chuyến đi này hay không. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng Pháp hủy bỏ chuyến thăm Kiev không phải vì lý do an ninh, mà nhiều khả năng chính quyền ông Macron đã quay xe không muốn biến Pháp trở thành quốc gia đầu tiên cung cấp cho Ukraine máy bay tấn công không đối đất. Phóng viên quân sự Yuri Kotenov cho biết, việc hủy bỏ chuyến thăm sẽ kéo theo việc hoãn ký kết thỏa thuận bảo lãnh an ninh giữa Kiev và Paris, bao gồm cả việc Pháp phải cung cấp máy bay chiến đấu Mirage 2000D mới nhất cho Ukraine. Đương nhiên, những chiếc máy bay này sẽ được trang bị tên lửa hành trình tầm xa để có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Có thể nói rằng, số phận của Ukraine bây giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, khi mà ông này tiếp tục chặn dự thảo viện trợ cho Kiev đã được Thượng viện thông qua. Tuy nhiên, vấn đề gây lo ngại thực sự đối với giới lãnh đạo Kiev không chỉ có Chủ tịch Hạ viện, mà còn là sự phản đối viện trợ ngày càng gia tăng của các đảng viên Đảng Cộng Hòa. Ngay cả Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, vốn tích cực ủng hộ viện trợ cho Kiev, cũng đã bỏ phiếu phản đối việc phân bổ 60 tỷ USD cho Ukraine. Theo Washington Post, lý do cho việc ông này thay đổi quan điểm là sau cuộc gặp với cựu Tổng thống Trump ở Florida vào giữa tháng 1. Hiện tại, phe Diều Hâu và Đảng Dân Chủ quy kết rằng từ Chủ tịch Johnson cho đến các nghị sĩ Cộng Hòa đều đang chịu ảnh hưởng từ Donald Trump, người luôn tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Ukraine chỉ trong vòng 24 giờ ngay sau khi ông ấy đắc cử để tập trung giải quyết các tình hình của đất nước Mỹ. Không chỉ yêu cầu Tổng thống Zelensky phải đàm phán với Tổng thống Putin bằng cách nhượng đất để đổi lấy hòa bình. Mới đây nhất, Donald Trump còn khiến cho giới lãnh đạo phương Tây nổi giận khi ông ấy tuyên bố rằng sẽ khuyến khích Nga tấn công bất kỳ đồng minh NATO nào mà ông cho là chưa đáp ứng được các nghĩa vụ tài chính của họ. Trước đó, ông Trump liên tục nhắc lại quan điểm về việc sẽ rút Mỹ ra khỏi NATO hoặc giảm đáng kể cam kết với khối này nếu như ông đắc cử Tổng thống năm 2024. Trong bài phát biểu dài 70 phút ở Harrisburg, bang Pennsylvania, cựu Tổng thống Trump đã kể với cử tri rằng một nguyên thủ quốc gia châu Âu đã hỏi ông, khi ông ấy còn là Tổng thống, rằng nếu như chúng tôi không trả tiền đóng góp đầy đủ cho NATO và chúng tôi bị Nga tấn công, thì liệu ông có bảo vệ chúng tôi hay không? Trump đã nói, tôi sẽ không bảo vệ đất nước ngài. Thực tế, tôi sẽ khuyến khích người Nga làm bất cứ điều gì họ muốn. Ngài phải trả đủ tiền. Ngài phải thanh toán các khóa đơn của mình. Tất nhiên, tuyên bố này của ông đã khiến cho Tổng thống Biden, Tổng thư ký NATO Stoltenberg và giới tinh hoa phương Tây nổi cơn thịnh nộ. Họ cho rằng những bình luận của Trump về Nga là phù hợp với tình yêu của ông dành cho nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin và các nhà độc tài khác. Tuy nhiên, nếu như xét kỹ thì những gì mà ông Trump nói thực ra là khá hợp lý. Các nước NATO đồng ý đóng góp 2% GDP cho các hoạt động quân sự của NATO, nhưng mà hầu hết họ vẫn chưa thực hiện được điều này, dẫn đến nước Mỹ phải gánh nặng tài chính lớn hơn bao giờ hết để đảm bảo an ninh cho các đồng minh. Chỉ có một số quốc gia Baltic là đóng góp trên 2% GDP, do họ luôn lo sợ Nga sẽ tấn công họ. Nhưng mà các đối tác Tây Âu và Canada thì không làm được điều đó. Vấn đề nằm ở chỗ là các quốc gia Tây Âu thì vẫn thừa nhận là có tâm lý sợ Nga, giống như là các quốc gia Trung và Đông Âu. Nhưng mà họ không chịu đóng góp đủ 2% GDP như đã cam kết. Điều này là không thể chấp nhận được theo quan điểm của Trump. Bởi vì những quốc gia đó có GDP cao hơn hẳn các thành viên còn lại. Và đáng lẽ ra họ phải đóng góp cho các mục tiêu chung của NATO nhiều hơn so với phần còn lại của NATO. Bằng cách từ chối phân bổ ngân sách phù hợp với khả năng của mình, các quốc gia Tây Âu đã buộc Mỹ phải chi nhiều tiền hơn cho mọi cuộc xung đột. Và theo quan điểm của Trump, thì về cơ bản,
NATO đang lôi kéo Mỹ phải tham gia nhiều cuộc chiến hơn. Thực tế là truyền thông dòng chính phương Tây hiện tại đang cố gắng bôi nhọ Trump, cổ vũ cho Nga tấn công đồng minh NATO. Họ gieo rắc vào đầu công chúng rằng nếu như Trump trở lại nắm quyền trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, ông có thể ngầm ủng hộ Nga chinh phục châu Âu. Nhưng tuyên bố của Trump thực ra chỉ là một quan điểm chính trị theo chủ nghĩa dân tộc bảo thủ, với ý nghĩa là không để cho nước Mỹ phải chịu thiệt thòi, chứ không phải là để mặc cho Nga tấn công các thành viên NATO. Ngay cả Tổng thống Putin cũng thừa nhận rằng nước Mỹ dưới thời lãnh đạo của chính quyền Biden có lợi cho Nga hơn là Trump, bởi vì ông này dễ đoán hơn và là một chính trị gia theo kiểu cũ. Còn Trump thì nổi tiếng là một nhà đàm phán cực kỳ cứng rắn và khó đoán. Kết quả là chính những chính sách sai lầm trong đối ngoại của Tổng thống Biden đã khiến cho nước Nga của Tổng thống Putin và Trung Quốc được hưởng lợi từ một Hoa Kỳ yếu đuối. Biden tiếp tục khiến cho người Ukraine bị bỏ mạng nhiều hơn nữa. Với những diễn biến trên chiến trường Ukraine sau 2 năm xung đột, có một điều chắc chắn, đó là Tổng thống Biden đang từ chối thua cuộc khi tiếp tục đặt cược mạng sống của người Ukraine và tiền thuế của người Mỹ. Tổng thống Biden và lãnh đạo đa số của Thượng viện thuộc Đảng Dân Chủ Chuck Schumer đã đề xuất phung phí thêm sinh mạng của hàng chục nghìn người Ukraine và 61 tỷ USD quỹ liên bang để che giấu chính sách đối ngoại thất bại thảm hại của mình cho đến sau cuộc bầu cử tháng 11. 61 tỷ đô la mà Thượng viện vừa thông qua sẽ không tạo ra được sự khác biệt nào trên chiến trường, ngoại trừ việc kéo dài thêm chiến tranh, khiến cho hàng chục nghìn người khác phải thiệt mạng và tàn phá thêm đất nước Ukraine. Tất nhiên, 61 tỷ đô la sẽ không cứu được Ukraine và an ninh của nước này chỉ có thể đạt được thông qua bản đàm phán, chứ không phải bằng một chiến thắng quân sự, hay là dưới sự bảo trợ của Anh, Pháp và Đức. Năm 1990, Tổng thống Bucha và Thủ tướng Đức Helmut Kohl đã hứa với Tổng thống Mikhail Gorbachev rằng NATO sẽ không mở rộng về phía đông nếu như Liên Xô chấp nhận thống nhất nước Đức. Khi mà Liên Xô tan rã vào tháng 12 năm 1991 thì Tổng thống Bill Clinton bắt đầu mở rộng NATO bất chấp sự phản đối gay gắt của các nhà ngoại giao hàng đầu như là George Kennan và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lúc bấy giờ là William Perry. Năm 1997, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ khi đó là Zbigniew News Brzezinski đã viết một câu nổi tiếng rằng nếu như không có Ukraine, Nga sẽ không còn là một cường quốc. Cũng vì lý do này mà chính quyền Obama đã ủng hộ phe ly khai Ukraine lật đổ chính quyền dân cử vào năm 2014. Giới lãnh đạo Nga đã nhiều lần nói rằng việc mở rộng NATO sang Ukraine có thể hiểu là làn danh đỏ cuối cùng của Nga. Năm 2007, Tổng thống Putin tuyên bố việc mở rộng NATO cho đến thời điểm đó là một sự dối trá của các nhà lãnh đạo phương Tây, và NATO không được phép tiến xa hơn nữa. Bất chấp những cảnh báo này, vào năm 2008, Tổng thống Bush còn đã cam kết mở rộng NATO sang Ukraine và Georgia để bao vây lấy Nga ở Biển Đen. Hầu hết người dân Ukraine khi đó vẫn ủng hộ thái độ trung lập. Quốc hội Ukraine tuyên bố chủ quyền nhà nước Ukraine năm 1990 trên cơ sở trở thành một quốc gia trung lập vĩnh viễn. Vào năm 2009 thì người dân Ukraine đã bầu Viktor Yanukovych làm tổng thống, một chính trị gia có cương lĩnh tranh cử là trung lập. Đầu năm 2014, chính quyền Obama đã quyết định lật đổ tổng thống Yanukovych. Người thiết kế cuộc đảo chính này là Victoria Nuland, trợ lý của ngoại trưởng Hillary Clinton. Thật không may, người Nga đã ghi âm được âm mưu này trong một cuộc gọi bị chặn giữa Nuland và đại sứ Mỹ tại Ukraine lúc đó là Geoffrey Piat. Nuland giải thích với Piat rằng phó tổng thống Biden sẽ giúp lựa chọn và củng cố chính phủ Kiev sau cuộc đảo chính. Nhóm đảo chính của Ukraine năm 2014 bao gồm có Biden, Nuland, Jake Sullivan, lúc đó còn là cố vấn an ninh của phó tổng thống Biden, Geoffrey Piat và Antony Blinken, lúc đó là phó cố vấn an ninh quốc gia của Obama. Như vậy là những nhân vật này hiện tại vẫn đang nằm trong đội hình ủng hộ cuộc chiến Ukraine ngày hôm nay. Nhóm này cho rằng việc lật đổ Tổng thống Yanukovych sẽ nhanh chóng giúp NATO mở rộng hơn nữa. Nhưng mà thay vào đó, họ không ngờ rằng dân tộc Nga ở Ukraine đã kịch liệt phản đối chính phủ hậu đảo chính bài Nga và kêu gọi có được quyền tự trị trong các khu vực của dân tộc Nga. Cụ thể, điển hình là trong một cuộc trưng cầu dân Ý, Crimea đã bỏ phiếu áp đảo để được gia nhập Nga. Chính quyền Obama đã trang bị vũ khí cho chính quyền Kiev sau đảo chính 2014 để tấn công các khu vực có người dân tộc Nga sinh sống. Họ nghĩ rằng đây sẽ là dấu chấm hết cho mọi chuyện. Tuy nhiên, các khu vực này đã phản kháng mạnh mẽ, khiến cho Kiev phải ký thỏa thuận Minsk với các nhóm ly khai nhằm chấm dứt giao tranh và trao quyền tự trị theo hiến pháp cho vùng Donbass của người dân tộc Nga.
thỏa thuận Minsk II đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ủng hộ, nhưng mà chính quyền Obama và đồng minh NATO chỉ vờ đồng ý để câu giờ giúp Kiev tái vũ trang mà thôi. Đến năm 2021, sau 7 năm giao tranh và hơn 14.000 người thiệt mạng ở Donbass, Tổng thống Putin đã kêu gọi Tổng thống mới đắc cử của Mỹ là ông Biden hãy dừng việc mở rộng NATO và tham gia bàn đàm phán với Nga về các thỏa thuận an ninh chung. Biden lúc này lại tiếp tục từ chối lời kêu gọi của Putin và liên tục thực hiện các kế hoạch của mình. Vào tháng 2 năm 2022, Tổng thống Putin cuối cùng phải hành động, phát động cuộc tấn công nhằm đẩy Ukraine vào bàn đàm phán. Ông Zelensky lúc đó ngay lập tức kêu gọi đàm phán dựa trên tính trung lập của Ukraine. Một tháng sau, ngày 28 tháng 3, một thỏa thuận khung nhằm chấm dứt giao tranh đã đạt được giữa Ukraine và Nga dựa trên sự trung lập của Kiev và việc NATO chấm dứt mở rộng sang Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Biden đã ngăn chặn thỏa thuận này, tuyên bố Putin không thể tiếp tục lên nắm quyền, hay nói cách khác là không đàm phán với Tổng thống Putin. Ông Biden và nhóm cố vấn của ông ta tin rằng các biện pháp trừng phạt tài chính của Mỹ như là đóng băng tài sản và loại Nga ra khỏi hệ thống ngân hàng SWIFT sẽ làm tê liệt nền kinh tế Nga và khiến cho ông Putin phải cúi đầu khuất phục. Nhưng tất nhiên điều đó đã không xảy ra. Sau đó, chính quyền Biden kỳ vọng về việc chuyển giao vũ khí của NATO cho Ukraine sẽ đánh bại được Nga trên chiến trường. Điều đó cũng đã không xảy ra. Họ tiếp tục kỳ vọng rằng cuộc phản công mùa hè 2023 của Ukraine với sự hậu thuẫn của Mỹ và NATO sẽ đánh bại được Nga. Nhưng mà kết quả là Ukraine bại trận, thương vong thêm hàng trăm nghìn binh sĩ cùng với khí tài quân sự được viện trợ. 20% lãnh thổ Ukraine đã bị mất, hơn 100 tỷ USD tiền thuế của người dân Mỹ bị lãng phí. Nhưng mà Tổng thống Biden và Đảng Dân Chủ của ông ta, cùng với một số đảng viên Cộng hòa Reno tại Thượng viện, thì vẫn muốn tàn sát thêm nhiều người Ukraine hơn nữa bằng cách đổ thêm 60 tỷ đô la vào ngọn lửa xung đột. Dù vậy, lối thoát cho an ninh Ukraine thì vẫn còn đó, đó là hãy đàm phán và trung lập. Giải pháp đó không cần phải đánh đổi bằng mạng sống hay là tiền bạc gì cả. Nhưng mà con đường này luôn bị Biden và Đảng Dân Chủ tại Thượng viện từ chối thực hiện. Do đó, như cựu Tổng thống Trump tuyên bố, chính Nga đang được hưởng lợi từ một Biden yếu đuối. Và điều này sẽ còn kéo dài trong bao lâu nữa thì chúng ta hãy cùng chờ xem. Bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.